Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã một chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh Tubi của Nhất Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin phối ghép một bộ rất là hay cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đầu tiên đó là đôi loa JBL 4338 Studio Monitor. Đây là một trong những cái dòng loa kiểm âm thế hệ đời mới. Loa sụng 3 đường tiếng, một bát 40 và một trung kèn, một chép kèn. Và em đang ghép với chiếc âm ly đến từ hãng thương hiệu Akufei, có model là E650 chạy Class A. Và em đang sử dụng chiếc đầu phát của hãng Akufei, có model là DP570. Xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm chất âm của bộ ba sản phẩm này. Bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt.
phai. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Thank you.